vốn là diễn viên rất được lòng khán giả, bởi ông có lối sống giản dị, không thích phô trương. Mua dép là đường, chụp ảnh cùng fan hâm mộ, đi tàu điện là những hình ảnh thường gặp về Châu Nhuận Phát trên các trang báo xứ cảng. Vậy mà trái lại, Châu Nhuận Phát lại thường mang tiếng chảnh chọe, bắt nạt đồng nghiệp trên phim trường. Sự kiện, cửa toilet, ồn ào một thời là ví dụ. Trương Vĩ Bình, nhà sản xuất nổi tiếng của bộ phim Hoắc Nguyên Giáp, tiết lộ, khi phim đã bấm máy, anh Phát liền nhờ vợ yêu cầu phải trang bị nhà vệ sinh cá nhân trên toa xe của mình. Trong khi chúng tôi đã cho làm nhà vệ sinh sạch sẽ cho các diễn viên rồi. Trương Vĩ Bình còn hàn học, trong lễ công chiếu, tôi không gọi anh ta tới. Nhìn mặt anh ta là tôi lại tức giận. Cả đời này sẽ không bao giờ hợp tác với anh ta nữa. Khi Châu Nhuận Phát cùng Khương Văn quay Nhượng Tử Đạn Phi, tin đồn hai người xích mích cũng rơm rang không dứt. Khương Văn bị Châu Nhuận Phát chọc tức đến mức nửa đêm phải mang rượu đến phòng cát ưu than thở. Khương Văn trách móc Châu Nhuận Phát quá khó tính, cũng thề sau này sẽ không mời ông nữa. Tiếp đó, khi cùng Chân Tử đang làm phim Đại Náo Thiên Cung, hai người cũng cơm không lành, canh không ngọt. Tại buổi công chiếu phim, Chân Tử đang phát biểu đầy hàm ý, anh Phát là tiền bối mà, chúng ta đều phải tôn trọng anh ấy. Anh ấy làm gì cũng đúng hết. Rõ ràng là ấm ức thái độ của Châu Nhuận Phát trong quá trình quay phim. Vậy thì rốt cuộc, Châu Nhuận Phát là người như thế nào? Có thể nói, Châu Nhuận Phát là người bênh vực kẻ yếu, hiếp đáp kẻ mạnh. Thần bài, không thích Khương Văn, nhưng cũng phải xem Khương Văn là ai. Khương Văn là diễn viên, đạo diễn tài hoa hiếm có của Trung Quốc hơn chục năm nay. Đây là điều có thể khẳng định. Nhưng trên phim trường, Khương Văn là người ra sao? Ông là người làm đạo diễn nổi tiếng Lục Xuyên phải khóc trong cảnh quay đầu tiên của mình. Trên phim trường, Khương Văn là vua, mọi người đều phải quy phục. Khi quay Thiên Địa Anh Hùng với Khương Văn, diễn viên Nhật Bản Kiichi Nakai đã điên tiết: tôi làm nghề này đã hơn 20 năm, đây là lần đầu tiên gặp một diễn viên như vậy. Anh ta nhỏ hơn tôi 5 tuổi, nhưng cứ làm như là lớn hơn tôi 5 tuổi vậy. Cũng có thể vì tôi không hiểu ngôn ngữ của anh ta, chẳng biết là anh ta lạnh lùng hay là kiêu ngạo. Đối xử với người khác cứ như đại tướng đối với thuộc hạ. Đạo diễn dù lớn hơn Khương Văn vài tuổi, cũng phải gọi anh ta là Khương Văn lão sư. Còn anh ta chỉ gọi độc tên đạo diễn là Hà Bình. Chắc là trong giới điện ảnh Trung Quốc, anh ta có vị thế cao hơn người khác. Khương Văn hoàn toàn đắm chìm trong thế giới tự mãn của riêng mình. Nếu còn tiếp tục sống như vậy, chắc chắn đó sẽ trở thành thói quen xấu. Vậy mà đến khi đụng độ Châu Nhuận Phát ở Nhượng Tử Đạn Phi, Khương Văn lại trở thành người bị bắt nạt. Còn nói đến Trương Vĩ Bình, tính cách ra sao không cần nói nhiều, chỉ cần nhìn vào mâu thuẫn giữa ông với đạo diễn hợp tác lâu năm Trương Nghệ Mưu là đủ. Cũng lợi dù ít nói cũng có lần phải lên tiếng chỉ trích Trương Vĩ Bình không chuyên nghiệp, Trương Nghệ Mưu hợp tác với ông ta nhất định không thành công. Trong mảng Thành Tận Đại Hoàng Kim Giáp, cũng lợi hợp tác với Châu Nhuận Phát, và ông cũng là người không thích cách làm việc của nhà sản xuất này. Chẳng ai nhịn ai, mâu thuẫn của cả hai lên đến đỉnh điểm. Đối với Chân Tử Đan, Châu Nhuận Phát cũng từng khuyên bảo, sau này chú nên bớt nóng nảy. Có thể thấy, ông đã dĩ độc trị độc, dùng chính cách thức Chân Tử Đan đối xử với đoàn phim để đối xử với Chân Tử Đan. Và thật ra, cũng chỉ Phát ca mới đủ tầm làm như vậy. Ngoài những người hay, Phát nộ trên phim trường, còn lại đều được Châu Nhuận Phát đối đãi rất tốt. Ông chẳng nề hà giúp các nhân viên đạo cụ khuân vác đồ đạc, còn tự tay nướng thịt cho đoàn phim. Trong khi quay Nhượng Tử Đạn Phi, dù hay, bắt nạt Khương Văn, Châu Nhuận Phát lại rất tử tế với các nhân viên khác, nhất là diễn viên đóng thê cho ông, Văn Tường. Văn Tường cho biết Phát ca là người được mọi người yêu mến, làm việc có trách nhiệm lại gần gũi với anh em, không hề ra vẻ ngôi sao như một số người từng nói. Kiểu sống, hai mặt này của Châu Nhuận Phát, chắc chắn rằng không phải ai cũng làm được. Thank you.